Anh hiểu. là đi Sao anh? ảnh của anh thì đi đôi tất mà Dạ anh. Trời phải ơi, rất là không? cảm ơn Sao anh nhân về đạo. thấy sao cái cuộc Em đời nó đáng hơn thế nào? dạ anh Vinh. I was on a very nice holiday, but it was because of my health. Ôi, em bệnh á, em bệnh sắp mặt luôn anh Vinh. Dạ. On the first night in Phú Quốc, I vomit. Em không biết cái này nó. Có mệt Dạ, hả? Giống vomit. đúng hả? Dạ, đúng rồi. Trời đất ơi. I think I got allergy. Em ghi đúng ta? Allergy with Dạ what? đúng Dị rồi. ứng Dạ đúng rồi. I'm not sure about any kind of seafood. I try a lot. So I'm not sure that which make me got allergic with. không? Phải, những cái này người ta gọi là ngộ độc. Nếu mà Phải đi không anh? nôn mà đi vệ sinh đúng không? Dạ, không em chỉ nôn thôi, rất là đau cái bụng. Xong rồi á là I feel very headache. Cái em nằm vật vã luôn anh, hết mấy ngày luôn. Cái đấy là bị tháo cái gọi là gần như ngộ độc nhẹ hay sao, ngộ độc với một số thứ ăn nhiều cũng có thể Quá là. trời xui. Thế là mấy ngày là nằm ở nhà chơi hả? Dạ đúng rồi. Đi kế hoạch tên Vinh, đi kế hoạch đã lộn lên kế hoạch là đi Renwer, đi Vinpearl nhưng mà không có đi được á anh. Ở đây không? Dạ vâng, nhưng mà mấy bạn thì vẫn đi, mấy bạn thì vẫn đi. Kiểu mấy bạn nói cũng không có vui á anh. Người ta xây, người ta sửa rồi đó anh Vinh. They're under construction and they're building nên cũng không có gì chơi. I think you chose the wrong time for visit to Quốc. Anyway, Enjoy, you are right. free. Buổi sáng anh nhìn, this morning I came back to work and feel a little bit lazy. Vẫn có chưa, I still didn't get acquainted with working. Em vẫn chưa có quen anh, em bị lát lát. Thấy chưa, nghỉ lâu rồi thấy bị lác lác, đừng nói như thế, thấy anh nghỉ rất là lâu rồi bị lác luôn. That's true. Anh Ask Vinh, my how are question you? now. In this time the winter too much at while. Oh. Really cold. Everything good? Anh Vinh, so when the weather is cold, like, do you reduce the time that you take shower every day? Maybe once or twice is enough. Tại vì mình đâu có ra mồ hôi như thế. Because you I are still play soccer every day, like four or not five days half a week, and still training 3 times, 4 times per week. Yeah. Yeah, and in here until you're not doing anything, still like sour every day, that minimum. Some people in here they sour 5 times a day because they train in the morning or they do some little exercise. I see. And I have never enjoyed the cold in any country, so I can't imagine. Like, I Anh think. nhớ Anh nhớ sao anh nhỉ? nếu mà anh không nhầm á thì bài nó wrong. It's a long time ago, like in when Vietnam not don't have much thing for boil the water. You know, like cái máy cái bình nước nóng ấy. Người ta phải nấu nước để tắm đấy. Đúng không? Đúng Cái rồi. thời của em sinh ra đã có bình Vậy nước nóng chưa? chưa? Thật, những năm trước anh Vinh nhà em tại nghèo á, cũng chưa có máy nước nóng, cũng phải nấu nước nóng, nóng nước để tắm mà.
Thì cái mùa đông đến á thì cũng chẳng làm gì cả, thì anh ở nhà học sinh ở đấy, còn học sinh có một tuần nghĩ lại cũng khá là mệt. Chết rồi, em biết rồi. Đúng thật sự là lazy, đúng không? Phải have to put the big boy and water like Dạ, biết sao ta, cái thổ, cái ấm ấm bự phải không this. anh? Kettle. Dạ, Kettle là cái ống đun nhỏ đúng không? cái bự em cũng không biết cái bằng cái gì nữa anh. Anh chờ em nha. Cái ấm bự là cái gì Nồi. ta? Không, Cái không, không, chắc không nồi. có. Cái nồi mà nồi, nồi người ta hay gọi là Em không biết anh dịch nồi lớn ấy. cỡ này không Đấy anh. cái nồi đấy, đấy còn mẹ Vẫn đấy còn không mẹ. Em có biết một cái nồi để nấu rượu nhỉ? Dạ không, Sao em em chưa không biết biết anh biết dịch. không? Không biết cái đấy đúng. Dạ không biết. Có Nồi nấu khi được phải không bạn anh nấu rượu thì kêu gọi sang để tắm rửa. Thì anh? cái nguyên tắc của nấu rượu là phải đổ cái nước lên ở mặt trên cùng ấy, cho nó nhiều để nó làm lạnh, thì khi nấu ở Dạ. lên á nó sẽ đọng đấy để nó ra rượu. Em không biết. Thì đấy cái tầng trên cùng là cái nước nước để tắm rửa ấy, cái nó làm nóng lên, lúc nào nó nóng lên thì thay một lần lại đổ nước lạnh vào, Dạ. thì cứ thay nhau tắm cái đấy thì sướng. Nhưng mà tại vì ngày xưa mà kiểu tắm thật ra cái ông bà mình ngày xưa tắm toàn tắm ở ngoài, xây nhà tắm nhưng mà outside bedroom Yeah. đúng không, not inside The house. house. Em hiểu. So you need to move outside to get to the Winter. bathroom. Nhìn làm giống. Ai nhắc lại rất là lạnh. Nhưng Đúng mà rồi. anh nghĩ bây giờ tất cả mọi thứ đều thay đổi hết rồi so với ngày xưa. Tất cả những cái thói quen cũ đều thay đổi hết rồi. Đúng, you Nhưng mà thật nhà. I see in SG, I don't come back Vietnam, but I see Vietnam. The right. whole design now again. Very different before, because now they're using a economy. The economy. Là Economy. bây giờ cái không gian phải tầng cao cho nó mát, nó không nó cắt rồi. Bây giờ trên nhà thì có 4 mét high. And every room have an economy. Oh, not economy, sorry. Air-condition. Tức là cái máy điều hòa nhiệt độ ấy. Conditioner, anh nhìn. Air-condition. Air conditioner. Okay. Yeah. À, dạ hiểu. Bên này toàn gọi là air-con như anh. Cái AC phải không Air-con. anh? Ở bên đó mình gọi là cái gì? Aircon như vậy phải không anh dịch? Got it. Oh. Con hay không mình con. Okay. Aircon thôi anh, tới đây thôi hả? Tới đây thôi. Dạ rồi, I see. And the big difference ever is they are building the toilet inside your room. Right? Yeah. Đấy là một trong những cái mà thực sự là cực kỳ tiện lợi cho những người mà vợ chồng mới cưới đúng không, hoặc là vì ban đêm kể cả bố mẹ lớn tuổi thì rất hay đi toilet buổi tối, Đúng thì nó rồi. hơn những người khác trong phòng. Và cái giá trị cái xây thêm một cái toilet thì cũng chỉ mất 20 triệu một cái toilet đúng không. Thì đấy sau này những cái nhà ngôi nhà sau này anh để ý không, thì dạo này cũng hay rất là hay xem nhà trên trên đấy, thì thấy cái nhà nào ví dụ 3 phòng ngủ thì 3 tầng có 4 cái toilet. Rất là hay. Thì thấy nó rất là tiện lợi. Đúng rồi. Anh Vinh, I remember several years ago when my family was in Đồng Nai, and when my family was still in Đồng Nai, the toilet is separated from the house. Sometimes I don't dare to go to toilet. Vì nó ghê lắm anh Vinh, nó có cây đồ á. My house is surrounded by trees. Nó nhiều cây lắm anh Vinh, cây chuối, cây đồ gì tùm lum ở đằng sau á. Okay.
Đang là xem phim ma ấy nhỉ? Thì không Đúng dám rồi, xem. lúc đó còn thời mà chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn á anh. Trời ơi, không có dám đi luôn. Ok, nên mình đi tiếp xíu. Ở đây anh ha, em quên mình đang đứng ở đâu luôn rồi. Ba hay sao á. Mà thực tế thì anh quên đấy. Em cũng quên luôn anh Vinh ơi. Ngày ngày hôm nay không đi học là thấy bắt đầu thấy có vấn đề đấy. Dạ, bị quên quên, bị lát lát anh ha. Em vẫn chưa về được với thực tại. Hồi sáng lúc em đi làm ở chỗ đất cười. Nói chung Cái này là qua rồi. sao anh? Alo. Cái này qua À rồi, qua qua rồi cái phải này. không anh? Qua đây nha anh. Cái Cái này. Ơi cái này qua luôn rồi. Ồ, vậy là mình đi dữ vậy này ta? đi cái này. Mình đi cái này rồi luôn sao anh? Ủa? À Vậy là rồi. đi cái này luôn rồi. Em coi lộn cái tuần Đúng rồi. rồi, bài cuối cùng mình học là cái này, cái đi giờ. Đúng rồi. Vậy hôm nay mình đi cái này anh ha. Lesson 1. Ok. Rồi rồi, trở về với thực tại anh ơi. Yo. Ask for. Anh Vinh, have you ever worked in a restaurant as a waiter or waitress? Work in restaurant. Yeah, I see. Waiter đúng không? Waiter là Waiter. bồ đào hay là gì Dạ đấy? đúng rồi. Yeah. Okay. So do you know recommendation? What is it? Recommend Yeah. là giới thiệu cái gì đấy hả? À dạ đúng. Rồi, với mình giới thiệu, mình nói là mọi người có giới thiệu món ăn nào ngon ngon cho tụi em không? Okay. Now we can start. Category là những nhóm thức ăn anh ha. Rồi, vô đợt một anh. Ủa mấy cái này dễ quá. Chắc em nhờ anh Vinh đọc luôn quá. Anh Vinh đọc rồi cái có gì em chỉnh cho anh ha. Can you read from 1 to 32? Thank you. Apple, banana, wrapper, orange, Yeah, orange, rồi. phải đọc là orange, Orange, oranges. orange, Nó tới ba âm lượng nên dịch. Orange là âm bình thường ha. Oranges. Ah, Yeah, orange, orange, oranges, ba âm luôn. Yeah. carrot, pepper, broccoli, onion, Onions, chicken, lamb, toxic. Tiếp đúng rồi anh. theo là gì? Cái nào anh, Mình cái nào? mua tới anh mới thấy cái tiếp theo đúng. Seafood đấy. À đây đây đây. Được chưa anh, được chưa? Nước, 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 mạnh. Đây, đây đây đây. Anh nhìn cái khung hình của mình À, anh có thể kéo qua được đó. Anh có thể kéo đó. Anh đúng đổ rồi. nước vào Anh đó. về. Anh tưởng đâu là em kéo được đúng không? Anh kéo được. Em tự kéo bên em nhưng nó không chạy bên anh. Ok rồi rồi. Rồi rồi, ok. Please. Thêm à là cơm sò Dạ đúng rồi, con sò con nghiêu anh, clams. Rim. Rim là đi con tôm à? Con tôm, dạ, yeah. Dễ xấu ghê, dễ tôm xấu. Ok. Crab. Crab, dễ thương. Squid, ổn anh hạ, dạ rồi. Grains, cái hạt nè. Pasta, rice, noodle, bread, butter, cheese, milk, yogurt, corn oil, olive oil, coconut oil, candy, pie, cake, Yeah, anh nhìn đọc với em nha. Oil, olive oil. cookie. Olive Đúng rồi, nó có dư thêm một chữ o đó anh. Nhưng em không chắc anh nhìn. À, tại vì á, có một cái vài người á, họ thường họ bỏ chữ o ở cái đuôi. Anh chờ em nha. Đây, oil. đúng rồi, Đúng họ rồi, hay anh đọc cũng rõ. là anh đọc Đúng không đúng anh? rồi. Đúng rồi. Yeah, mặc dù là cái từ điển thì anh sẽ nghe rất là o rất là Oil. 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 Oil, yeah. Cho Oil. nên là mình cứ lưu ý là nó có một cái o anh ha. Rồi, anh Vinh cho em hỏi nha. Dairy products, nó là gì anh ha? Lesson mấy đây? Dairy products và grain, lesson 1. Cái đây thì nó sẽ thuộc về các loại hạt các anh Vinh, hoặc là lúa. Ok. Yeah. Rồi. Còn đây là các sản phẩm từ sữa. Dạ rồi. Sản phẩm từ sữa là dairy product nào? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Sản phẩm từ sữa anh hè. Anh Vinh, so which group that you prefer the most, that you like the most? Like for everything. Dạ. Oh, Tất everything luôn nhiên anh là Vinh.
Yeah. You need to eat everything. I see. Okay. I see now. Cũng biết. I born in the beach area. That's why I like seafood. Oh, like. You don't seafood. Like. I like. You like seafood. Yeah. Are there any food that you can eat? Any food I can't eat? Yeah. I can't eat everything, but I don't like sweet. Oh, you don't like sweet. Like dairy product, in Australia I eat a lot, but I don't not really like. Don't worry. Already eat every day, right? They when we eat every day, seafood thì ít ít hơn một tí. Yeah. Tại bên này không có khu vực tươi lắm. Yeah. Biết thì cũng là ít ai bên đây rồi, nhưng mà thường thì lem thì lâu lâu vậy ăn lần, lem thường người ta sẽ ăn một thằng một tuần, một tháng một lần. Anh nhìn ăn được. Và thịt dê là what? Goat. What? Goat. Goat. What? Oh, goat. Nhìn gì? Yeah, nó đây, nó đây. Con dê. Goat. 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 Đúng rồi, nó đóng khẩu hình lại anh ha. Con dê. Goat. Em không ăn được luôn anh nhìn. I can smell goat and lamb. Em thấy nó bị hôi á. Thật ra do người nấu thôi. Không biết nữa anh nhìn. Là ngon. Ngon lắm nên hả anh nhìn. Nên ăn. Ủa cái hồi em ăn nó nhúng lẩu á anh. Em thấy nó cái mùi nó sọc lên cái họng luôn á. Em ăn cái gì mà nhúng lẩu? À ăn cái gì ta? Lem hải đi lao. Đúng rồi, đúng rồi. Mà ăn lem nhúng lẩu cả. Lem nhúng lẩu hôi lắm. Đúng không anh, đúng không? Chứ người ta phải làm sao vậy anh Vinh? Lem chỉ có nướng lên ăn thôi. Hoặc là slow cook. Còn dê thì nấu rất nhiều món. Đã cầy, xào lăn. Trời mặn. Nghe thèm quá. Thôi nghe. Dạ rồi. Nhiều đi ăn lẩu, tàu lao. Thiệt luôn á anh. Cái trong đó tự nhiên nó có cái menu là dẻ cừu hay là sườn cừu cái gì á, xong rồi nó đem ra nó cho mình nhúng. Em mà nấu tức là em ăn thịt cừu với lẩu á, mà em ăn cùng với thịt bò với thịt cá là gần như là phá hết cả nồi lẩu luôn, nó chẳng có gì. Nó tại vì nó không có cái vị, nó kỳ lắm mọi người. Nó tanh, nó kiểu kỳ kỳ. Dạ rồi, đúng rồi, em. Nó kỳ kỳ. Yeah. Thì cái đầu bếp. Yeah. Anh nói chung là bí lắm, người ta mới ăn lẩu với thịt kiều, đâu ai ăn đâu cả. Kỳ anh Vinh ha. Không biết nè. Dạ vâng. Anh cái lẩu mang qua với hải đi lao là ở bên Úc họ có không anh? Đi lao là một cái phải người ở Lào. Ở Trung. Cái lẩu ở Trung. Yeah. Lào đúng rồi, khá để nổi để tiếng. Em. Nổi tiếng, nổi tiếng anh Vinh. Đây. Là mới mở Việt Nam nhiều. Đúng rồi, nó mới mở đây thôi anh. Em cũng nghe nói là nó cũng nổi tiếng lắm. Tại vì là người Hoa hay là người người bên Đài Loan mở sao á, quên này. Yeah. Nên là nó có offer cái phần thịt cừu riêng á. Là em mới được ăn thịt cừu lần đầu tiên của nó luôn á. Mà nó trộn, nó hăng khiếp luôn á. Và cái thương hiệu này anh vừa xem cái ông này lúc hôm qua luôn. Ông nói là tại sao? Là tại sao ông này phát triển được cái thương hiệu này? Ồ, không anh Vinh xem cái chương trình gì anh Vinh? Kinh doanh hả? Thì giới thiệu cái phần tại sao ông phần nhỏ trên Facebook video ấy. À. Tại sao ông thương hiệu ông lên được mà ông này chẳng có học hành gì cả. Yeah. Vậy tính ra cái này cũng mới anh Vinh ha. Cũng lâu rồi nhưng mà mới là mới về Việt Nam, nó mới phát triển mạnh ở Việt Nam. Yeah. Vì hotpot là mới phát triển mạnh cách đây tầm anh nghĩ là 5 năm trở lại đây. Hotpot bắt đầu kiểu như là nó rầm rộ. Yeah. Ăn, tại vì hotpot thì nó dễ ăn, cái gì cũng tươi. Kể cả thịt gà bình thường mình chặt bỏ vào rất là tươi, rất là ngon. Cái thế mạnh của hotpot là tươi. Rau bỏ vào cũng tươi, ăn. Yeah. Luôn, nó không bị nát. Mm. Hotpot thì nó dễ ăn và dễ làm. Chẳng qua là công ty này chắc là bày cho bắt mắt.
mát hơn, với lại nước dùng là cái nước dùng của người Việt mình làm rất là dễ, đúng không? Hiểu. Lẩu Chính xác các quan trọng bạn. nhất là cái nước chấm. Nice. Ok, mình sẽ đi tiếp. Còn gì nữa không ta? Em thấy là ok còn về đó. Cái này họ sẽ nói vậy nè. How many foods can you create? Mình sẽ bổ sung vào những cái này. Em nói ví dụ như là salad đi. Em thì không rành. Anh nhìn. How many kinds of salad have you tried? Hoặc là have you know cũng được anh. Ta là thì anh biết khá nhiều như lấy tình Latin. broken lấy tịch lấy tịch cái slow salad ấy, ở Việt Nam gọi là Em không salad biết. salad Mình sẽ ghi lấy sao anh Vinh ha? I like it. Em biết rồi, em biết rồi. Lettuce. rocket Lettuce. Row. Row. Em không biết anh nhìn. rocket Rocket. rocket đấy. Nó là cái gì ở trong đó vậy anh Vinh? What are they in that salad? Tại vì cái rau này nó mọc trội lên này mà canh cây cây thì người ta gọi là rocket. Ăn Wow. thường ăn với steak. Hay quá hay quá. Em không biết ở đây. Cái này Tây thích ăn lắm. Broccoli salad. Ok, mình về anh ha. Pie. Em chỉ biết apple pie. I have no idea what else. Ai là cái định nghĩa là gì? Là cái bánh Cái anh, bánh táo đây. Em nhìn coi, anh chỉ gọi đơn giản là pie cái nó gà. Đây. A blueberry nữa nè, anh strawberry. này thì anh không biết ạ. Em Anh cũng không không biết có người. luôn. Em cũng không biết luôn. Nhưng mà mấy cái vỏ bánh nó cứng cứng thì gọi là pie. À rồi cái Real fish. thứ hai thì người cá nướng đúng không? Cá hải Dạ. rêu đúng Dạ đúng. không? I like real octopus anh nhìn. Bạch tuộc. Này Real rêu octopus. rêu cái gì ngon hết là Đúng seafood em rồi. Thèm quá. Ok. ăn mấy Enough. cái này vậy thế bảo là green fish or seafood fresh để nó chuẩn hơn, phải fresh thì nó mới ngon, cái không fresh thì nó lại bình thường. Và chấm cái nước mắm mà chanh Muối tiêu ớt xanh đều đó phải không anh? bây giờ có cái loại xả xả xay ấy. Đấy. Trời ơi thèm quá anh Vinh ơi chết rồi. Ok. Fry. Đối với em thì em không có thích fry lắm. Nhưng mà fry squid thì cũng ngon. Em biết fry gì ngon không? Tôm. Dạ không. Tôm tẩm Fry. bột rất là ngon. You are right. Fried shrimp. And the last one is potato. Mình này Việt Nam mình nấu nhiều loại súp mà Yeah. vegetable soup thì Soup. có Em nhiều rất hay thích nấu đó là canh chua. Sweet and sour soup. I really like canh chua nhưng Vietnamese. Ok. Rồi, anh em mình ôn chút xíu thôi anh. Về there are một chút xíu và non countable nouns. Đối với những cái từ không đếm được anh Vinh hè thì cách sử dụng với anything và nothing nữa nó cả tổng hợp cho mình luôn. Vinh giúp em đọc bốn câu. There is, there are anh Vinh hè. Cảm ơn anh. There is some. để xăm mình đọc luôn xăm luôn hả? Dạ. Đúng rồi, there is some, anh có some cũng được, không some cũng được. There's There's some new and an apple in the fridge. Yeah, some cookie. milk. Tức là đếm được thì là yeah. Dạ đúng, hay quá. Đếm không được thì là để y. Và some ở đó anh dịch là một ít. Còn ở dưới anh dịch là một vài. Chúng ta có một ít sữa và một quả táo. Thường re là số nhiều mà nhỉ? Nhiều Dạ hơn mà đúng nhỉ? rồi. Số nhiều đó anh dịch. Thì ok. Tức là mà nếu mà dùng re là không đếm được. Đúng rồi. Are cookies in the kitchen. There isn't any cheese.
There are any banana? Đúng rồi, ở anh Hà, hai cái thằng mà không có gì ấy, anh nhìn hai đứa nó đều là không hết trơn á, đâu có cái gì đâu anh. Nhưng mà thằng chi nó không đếm được, cho nên anh phải dùng là isn't. Thằng chuối nó đếm được, anh phải dùng là aren't. Okay. Ok, ổn anh hè. Đào đào đây thấy nó đặc biệt vậy thôi, chứ bình thường mà anh em mình dùng á, thí dụ lúc đó anh nhớ thì anh chia đi ida a càng tốt, còn nếu mà mình không nhớ thì mình sử dụng theo cái anh cảm thấy quen thuộc nhất là được. Rồi, question 4, câu hỏi anh nhìn hả, anh nhìn coi giùm em. Is there any awesome pasta? There some pattern wrong. Dạ đúng. Anh có ý là gì nè anh? Is there any pasta? Is there some pasta? Đều được hết. À, được hết à? Dạ được. Tại vì nó chia cái any hoặc là xong gì Đúng cả đúng rồi, không? thật ra any là rất là đắc lực cho câu hỏi luôn á anh. Nhưng nếu như anh muốn nói có một ít mì không, hay là anh muốn nói là dùng xong thì vẫn được luôn. Đúng rồi, thường anh sẽ hỏi là any chứ không Dạ em cũng xong. hay dùng any. Is there any anh đang nhớ cái trường hợp nào người ta dùng xong phải không anh Vinh hay sao? Ừ, đúng rồi, anh Dạ đang nhớ cái trường hợp nào người ta làm xong. giống như là tùy thói quen thôi anh, giống như là người ta thật là người ta hiểu cái này, người ta hiểu cái ngữ pháp thì người ta sẽ dùng, còn hồi Đúng đó rồi, giờ mà tùy anh em thói mình quen cả. mình luôn nói Ừ, any cho câu hỏi thì mình dùng any. Are there any noodles? What kind of fruits is there in the fruit Ừ. salad? What kind of fruit là cái loại có quả nào? Có ở trong đây Ở trong cái fruit nè. salad. Ok. Cái câu hỏi này thấy hơi lộn xộn nhé. Tại vì anh nó không biết phải làm sao anh, giống như cái hồi nãy cái rocket á, đáng lẽ em phải hỏi là what kind of fruit is there in this? Tại vì em đâu có biết có cái loại nào đâu. Em sẽ gọi là what kind of veggies. What type of veggie in the salad? Đúng rồi, in this salad. Vậy thì lúc đó anh em mình đang thiếu cái vụ de i de a đó anh. Để một hồi á, anh phải có cái này nè. Thì một hồi người người dùng người ta mới trả lời là de i hoặc là de a. Đó. Nhưng mà trong văn nói mình có thể bỏ qua thằng đó. Thì văn viết là bảo anh hơi yếu mà. Đúng, những cái này thật sự bây giờ học lại thì nó có vào đáng man luôn Đúng rồi, đấy. đụng lại cái Chỉ mình thấy nó nó bị ngó nhiều anh Hà. Nó bị thôi. chi tiết quá mà mình thấy mình hay quên đó. Okay. How many eggs are there in the fridge? Hết anh Hà. Rồi, còn hỏi is there thì mình sẽ nói là có cái gì đó để ăn không? Is there anything Anything to eat? to There is nothing. eat? Và there Oh, isn't any. there is an end. Ok, nếu anh dùng no thì thằng này anh không phủ định nữa, tại vì nó đã phủ định một lần ngay đây rồi. Nếu anh dùng any thì cái này nó chưa có gì hết, nó chỉ là cái dấu hiệu cho câu phủ định thôi, thì anh em phải dùng there isn't. There isn't anything. Anh có thể đọc là no, no in here have nothing. Được không? It have In here have nothing. nothing. Cái đó là sai. Anh nhìn em ghi ra cho anh nhìn coi. In here have hả? Anh nhìn chờ em nha. Rồi. In here have nothing. Cái này á, anh chỉ mới có trạng từ thôi. Đây là trạng. Nó chưa phải là chủ ngữ. Cho nên nó gánh không được cho anh cái chữ hẹp đâu. Anh sẽ có là I have nothing thì được. Tôi không có gì hết. Cho nên bình thường nếu mà mình nói có, anh sẽ dùng the idea. Hoặc là anh nói my room has. Cái phòng của tôi thì có bánh nè, có trái nè. Qua chơi thì mình sẽ dùng một cái chủ ngữ nào đó để mình đứng chữ hẹp. Anh nhìn nó Ok. xem. Ok, Đúng. em thấy Cái từ ha. I have nothing thì khá là nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là lẹ nhất. Hay là I don't have anything cũng được. Anh giúp em một câu, anh nhìn anh nhìn nói chứ à. Tôi không có đủ thức ăn cho 5 người chẳng hạn, thì anh sẽ nói sao? For five people. I don't have enough food. Đúng rồi, for five people. Anh nói là I have not enough food for five people. Từ từ nè, nhìn từ từ nè. No. Ai ai cái gì anh nhìn? Ai I not have hả? not Ai hả? enough.
I haven't. Cũng được luôn. Hai cách khác nhau. Yeah. I no. haven't. À, đúng rồi. Từ này. Nhưng mà anh nhìn em nói nhìn nghe. Anh không thể I để vậy not được. Yeah. Yeah. I have not. Anh phải có thêm chữ got nữa. Tại sao nha? Tại vì á, cái lúc này chữ have của anh chỉ là một cái thằng trợ giúp thôi. Nó không có nghĩa là có. Yeah. Nếu như anh dùng, để em ghi vậy cho anh dùng, anh nhìn dễ hiểu. I have got a house. Lúc này got đứng chính. Rồi. Cộng số 2. I have a house. Lúc này have đứng chính. Vậy thì nếu như have muốn đứng chính á, anh mà muốn đổi nó đúng không? Thì anh sẽ phải là I don't have. Để cho nó đứng chính chứ, tại nó đâu có đổi. I don't have any house. Rồi. Thằng này thì anh sẽ nói là I haven't got a house. Tôi chẳng có một cái nhà. Rồi. Cho nên cái khúc này là anh nhìn. Nếu anh nhìn muốn haven thì phải là haven't got. I haven't got. Okay. I don't have. Haven't got enough food. Okay. Đúng rồi. Ổ mạnh hà. Đụng tới have thì nó cũng hơi cực. Tại vì nếu như anh muốn dùng nó như là một cái động từ bình thường thì anh phải có trợ động từ cho nó. Còn nếu anh muốn dùng nó như là một cái thằng để gánh trách nhiệm thì anh sẽ là lấy thằng got ra để đứng. I haven't got. Rồi. Gì nữa hơn ta? Dùng một cái số nhiều anh ơi, anh nói có hai cái sofa nhưng mà chỉ có một cái bàn trong phòng khách của tôi. Yeah, two sofa. Yeah, and in my room. Một cái bàn anh nhìn. On the table. On the table. In my room. Vậy nếu như em đổi lại thì anh sẽ nói như sao? Một cái bàn và hai cái sofa. Rồi lại là một cái bàn và hai cái sofa giống nhau không? Không, nó khác anh nhìn. There is a table and two sofa. Okay. Dạ đúng rồi anh. Em không biết cái này nó có nói không ta? Anh chờ em chút nha. Cái này nó không có nói rồi. Nó có một cái điểm ngữ pháp nhỏ xíu thôi anh nhìn. Cái này là em sai từ một cái hôm. Em không có để ý là hồi đó em thấy nó nói gì nè anh dịch. There are two cats and a dog. Nhưng mà nó nói là there is a dog, mặc dù là tới ba con. Two cats. Xong rồi em không có hiểu. Thì lúc đó cái giáo viên họ mới giải thích cho mình là tại vì á, họ nói là there is a, cho nên trong quá trình họ nói họ không có muốn đổi nữa. Mặc dù mấy bạn đang bọc là ba con là đúng không? Nhưng mà cái thằng này nè, nó sẽ đi theo cái thằng đầu tiên mà anh thả con chó ra thì nó là there is a. Anh thả hai con mèo ra thì nó là there are two. Ổn anh hà. Chứ mình sẽ không nói there are a. No. Nếu anh nói there are a cũng được. Em đã có hỏi rồi, họ nói là ok cũng được luôn. Nhưng mà nó là tiếng Anh hiện đại anh gì? Nó chấp nhận luôn trường hợp này. Còn nếu mà đúng ngữ pháp thì nó không chịu. Nhưng mà là văn nói mà. Ok. Ổn anh hà. My room has. Rồi, anh nói giùm em thêm câu nữa. Phòng của tôi á thì có không gian rất là dễ chịu. Cách bài trí dễ chịu tùy anh ha. Không gian rộng rãi cũng được anh. My room has a big space. Has. Big space cũng được. Big space for kids chẳng hạn. For everyone. Dạ anh. Okay. Em đoán thôi. I guess that anh Vinh, you are going to buy a house in Vietnam. Is that right? Yeah. You are going to buy a house in Vietnam. Is that right? Yeah. I'm still looking there. Ơi, nghe là người anh trai giàu có của tôi. Ok. Rồi, so what kind of house? Tại vì cái này là anh nhầm mà. Để xét về chuyện dạng kinh tế hoặc là dạng buy là tiêu sản hoặc là đúng không? Dạ. Tài sản ấy, tiêu sản khác nhau. Cái này thì là cái tài sản. Nó là tiêu hay là tài? Nó là tài đúng không anh? Access. Yeah. Cái access là lúc nào em muốn bán nó thì là em đấy là cái giá trị tài sản của em. Em mua cái đấy là có tài sản của em là trực tiếp. Em mua nhà 3 tỷ đúng không? Dạ. Thì giá trị miếng đất và sau tầm 3 năm mới có thể là tăng có thể giảm em không biết, nhưng mà nó sẽ rơi vào vẫn là tầm đấy. Đây là đấy là giá trị tài sản của em gọi là access. Ok. Anh gọi là access đúng không? Dạ đúng. Tài sản. Thì đấy không phải là tiêu sản, nó mất đi đâu.
Thì nếu mà đã là tài sản thì mình có thể mua, và sau này khi mình không dùng đến mình có thể ở, không ở nữa thì mình lại bán lại. Bây giờ tại vì tư tưởng nó thay đổi, theo ngày xưa anh nghĩ là bây giờ thế, anh có thế bố mẹ anh khác nhau, bố mẹ anh thì ở một ngôi nhà mãi mãi, anh nghĩ là hết cuộc đời, thì cái ngôi nhà đấy là bố mẹ anh build lên. Còn sau đây anh đang ăn kẹo nên anh nói hơi bị Dạ không anh sao không sao anh Vinh. còn anh thì đi ở xa từ bé đó, ở xa ở rất là nhiều ngôi nhà, thì anh cảm thấy là cái nhà có thể là dùng ngôi nhà đấy, có thể là khi nào mình sẽ ở, đến khi nào mà nó có cái giá trị của nó lăng lên á và cảm thấy có lời mình thì bán đi, mình có thể chuyển đến ở chỗ mới hoặc là chuyển đến ở thuê đấy. Miễn sao Khi là mà mình cái có giá tiền. cái ngôi nhà mình ở trong 5 năm mà cái giá ngôi nhà tăng gấp đôi và mình nghĩ là không thể tăng nữa thì mình sẽ chuyển ra mình ở một cái nhà thuê, bán cái giá để bán ngôi nhà của mình. Cái đấy là cái mà gọi là đó, kinh doanh cần phải gọi là, Linh hoạt được không anh? tức là nhiều ông bố mẹ bà xin Họ một cái không số muốn. vùng đất, một số vùng đất của họ tự nhiên tăng giá lên gấp đôi gấp ba lần mà người ta không chịu bán cái ngôi nhà đấy, mặc dù cả ngôi nhà đấy cũng không có gì, thì có miếng đất là tăng lên đúng không, nhưng mà người ta không bỏ đất đây đâu, ở cái này thế này kia. Nhưng mà cái vấn đề đấy mà người ta bán lúc đấy là giá trị của nhà đó ví dụ như tăng 2 tỷ thì 4 tỷ chẳng hạn đúng không, chuyển ra thì sau này thì hết sốt đúng không, tăng một nửa tự nhiên có lời 2 tỷ mà trong vòng một năm. Hiểu. Cái đấy là một cái quan trọng, tức là mình phải luôn luôn theo thời thế. Bây giờ thì không nhất thiết là phải phải có nhà thì mới có này như kia, đâu biết đâu, em bây giờ thuê một ngôi nhà cũng khá là rẻ mà, đâu bằng 3 triệu đúng không, 10 tháng 30 triệu, giá trị bất động sản nó tăng bao nhiêu. Không, em chưa hiểu lắm anh Vinh. Thí dụ nha, anh em mình ví dụ như anh nói you are gonna buy a house and will you stay there or will you rent another house and wait until you can sell your house again? Câu hỏi cũng khá thông minh. Tại vì cái này là riêng tư, là vì anh sẽ mua một ngôi nhà và sẽ ở đấy. Đầu tiên anh sẽ ở với bố mẹ anh, nhưng mà sau này cái ngôi nhà đấy anh mua anh sẽ ở đấy. Và ở đấy cho đến khi á, cái giá trị ngôi nhà nó tăng lên thì anh sẽ chuyển ra. Hiểu. Nếu mà không tăng lên là thì anh sẽ ở đấy và làm việc. Anh cũng Hiểu. không. Còn nếu mà đầu tư đất nền á thì nó khác nữa, nó phải đi theo các cái dự án lớn đấy. Ừ, thì theo theo các dự án lớn thì nó có nhiều cách đầu tư bất động sản lắm, nhưng mà anh nghĩ bất động sản bây giờ là một trong những cái ngành nghề khá là hot, nhưng mà hot họ là thời thế như nào thôi. Cái đó phải Với theo lại dõi anh nhiều. thì có bạn anh nên nói cách là mua những cái miếng đất mà kiểu như là kiểu có những cái thành phố dạng như người ta thì có một cái dự án gì ấy cho thành phố đấy, nhưng mà những cái đất đai ở rìa thành phố mà cách thành đi vào thành phố có 5 đến 10 phút thôi, nhưng mà đất ở đấy rất là rẻ, chứ ai để đất toàn đất kiểu như là vườn hoang ấy, đất ở đấy thì khá là rẻ mà cũng không hiểu tại sao, thì những cái vùng đất đấy rất là hứa hẹn trong vòng 3 5 năm tới. Đó là hứa hẹn. Hiểu. Đất thì thành phố bây giờ rất là hot đúng không? Tại mỗi người ta cũng lan lan gà đúng không anh Dịch? Hay quá hay quá. Nói chuyện thế thôi, chứ anh cũng không biết gì về bất động sản ở Việt Nam, nhưng mà có một cái đặc biệt bất động sản ở bên Úc này á, người ta chơi kiểu này này, tức là người ta mua một cái nhà đúng không, tầm 600 ngàn chẳng hạn, thì những người ngày xưa đó, tầm 300 ngàn mua một nhà đi ví dụ như thế, thì bây giờ ngôi nhà đấy đã là cái giá trị valuation đúng không, bây giờ là đã 1 triệu đô này đúng không, thì bây giờ đó, người ta bây giờ bỏ cái ngôi nhà đấy để đặt cọc 20% để mua lên một ngôi nhà khác đúng không, gọi là investment Em hiểu. not a house, thì bên này này là ngân hàng người ta cho vay mà đúng không,
Thì em còn cái lương mức lương của em, những người mà làm như kiểu là cái mức lương của bên này, ví dụ như là bình thường là 50.000 đến 60.000 một năm, có những người có mức lương 150.000 một năm, thì người ta sẽ buy in penthouse very easy for investment. Tức là có nhiều người người ta sẽ mua được hẳn 10 căn nhà, hoặc là người ta có shop thì người ta sẽ mua được tầm 10 căn nhà một lúc. Không phải một lúc mà là từ căn này nó sẽ tưởng cái lọt ở bên này là kiểu đặt cọc có 20% thôi, đúng không? Thì ví dụ một căn nhà tầm 800 ngàn thì đặt cọc tầm 16 160 ngàn. Bắt đầu mình mua được cái căn nhà đấy để investment. Khi khi mà cái nhà bên này rất là hay, em mua xong ở bất cứ đâu á, em cho thuê lại thì nó đã trừ được cái phần tiền lãi. Khi mua xong á, em đã tiền lãi vay ngân hàng đó, em đã trừ thẳng luôn rồi. À, còn Tốt quá trời anh Vinh. thì bên này thì nếu mà đầu tư bất động sản bên này thì rất là hay, nên dân tàu sang đây rất là nhiều để mua nhà, cho nên nó đẩy cái giá trị bất động sản lên lên rất là cao. Nhưng mà Úc thì người ta control được cái bất động sản hơn là Việt Nam, tại vì dân Úc mà thấy giá nhà cao quá là nó lại tiết chế cái bất động sản lại, nó lại Chính làm phủ nó nhúng tay vô ạ. nó muốn dân của nó mua được. Nó đâu cần nhiều quá, nhiều nếu cần nhiều tiền nhưng mà không cần nhiều quá, nó Hiểu, làm sao hay quá ha, dân tự tiết mua được. chế. Ok, dạ cảm ơn Còn Việt Nam thì không ai tiết chế cái đấy. Vinh. Dạ vậy em thì càng nhiều càng tốt, càng tốt anh em ơi. Ok, vậy rồi được anh ha. Rồi mình còn cái cuối cùng nữa thôi anh Vinh, đó là nothing với anything, nhưng mà cái này hồi nãy mình có nói sơ anh Vinh. Nếu anh Vinh đã dùng no rồi, nó có dấu trừ rồi, thì anh khỏi cần isn't nữa. There is nothing và there isn't anything. Dạ hết. Rồi mình sẽ qua bên đây. Some fish. Rồi anh em mình điền there is hoặc là there anh Vinh ha. There you are. Nó có phần negative nữa nha anh. Có những cái nó nói không nữa đó. Number one please. There are some fish in Cá nó freezer. không đếm anh Vinh hả? There is some fish. Tại vì Freezer. cái đích của nó không có s. Ok. Ok. Ở cái này là không đếm. Rồi. Cái nào đến là có S sau, ok để Đúng nhận diện rồi. Dạ đúng rồi. Hay quá. đúng không? Ok, đấy là there are some Đúng, there are onions. onions. Rồi, in There is some cheese. Oh. some cheese, có ít phô mai. Ê, cái này câu hỏi anh Vinh ơi, sorry anh Vinh. Có cái Is cheese, there Is there some cheese for my sandwich? any apple Hay quá. Number five. pie? Kéo mình sang Được không? Anh đem kéo qua cho, đem kéo qua. được. Orange juice. Oh, there is Ghê some ghê. orange juice Trời ơi, ba câu any luôn. Phủ định hết anh Vinh ha. Cái thằng đầu tiên là câu hỏi. Có cái gì để ăn trong tủ lạnh không? breakfast. Có cái gì để ăn thì nó là easy. Đúng Dạ không? đúng rồi. Is there anything in the fridge? Không có gì để ăn trong cái nhà này hết trơn. There isn't Ghê luôn. Dạ đúng. any isn't have or isn't thôi, mỗi isn't thôi đúng Isn't thôi anh. Dạ đúng rồi, there isn't không? anything. Ah, there is any pasta for Phải không anh? tonight Tại vì any mà anh dịch. There isn't any. Không có luôn. dinner. Ah.
Nếu có, nó sẽ dùng some. They eat some pasta for tonight dinner. Ổn anh hả? Rồi rồi, anh chị em một phút. Cái nãy em định nói nhìn cái gì nè. They eat some. Rồi rồi, anh em mình ở đây cho nó thoáng. Anh hãy coi mình chị hẹp. Hai thằng này bản chất của nó là có theo kiểu sở hữu anh ha. Rồi, anh em mình đi một câu. Anh nói chủ nhà có một vài món ăn cho mọi người. The host. Host. Yeah. Have food for everyone. Dạ đúng rồi. For everyone, em ở đây nha. À, thấy là tức là thằng này nó có một cái nét sở hữu ở trong đây. Rồi, cái thứ hai có nghĩa là DIDA, đã gọi là DIDA, nó có mặt là chữ có luôn rồi. Anh khỏi cần hẹp nữa. Anh nói giùm em một câu ha. DI. Có một vài. Yeah. There's some food. There is some food. Đúng rồi. There's some food. Tức là ở đây có nó khác nhau là chỗ là mình không nói được cái từ danh từ là chủ nhà để... hay gì đâu. Đúng rồi, để tạo nét sở hữu cho nó, anh không có. Cái này anh không có, cho nên anh sẽ dùng là DI some. Nó không cần DI hẹp nữa. Bỏ đi anh ha, DI some. Cái này có thể nói trong nhiều trường hợp. Nếu gọi là hay một bữa tiệc đúng không? Mà nếu mà đồ ăn free đúng không? Thì DI some food for everyone. Còn nếu mà bữa tiệc mà do em là người mời đúng không? Thì hay quá. DI some food for everyone đúng không? Đúng rồi anh Vinh. Đúng rồi, chính xác. Hoặc nếu mà anh muốn giấu đi kiểu là anh không muốn quan trọng là cái người chủ nhà thì anh nói là có vậy thôi. Có vài có thức ăn cho mọi người nè. Yeah. Ok. Rồi, hết anh he. Mình xuống cái bài này. Ôi, chúng ta đã sắp xong một bài rồi. Read and listen to someone asking for a restaurant recommendation. Recommendation. Could you recommend a restaurant for this evening? Sure. What are you in the mood for? I don't know. Maybe a sandwich. I'm not very hungry. Actually, there's a great place nearby. It's called Tom's. Would you like directions? Dạ rồi, mời anh Vinh lên trước. Would you recommend a restaurant for this evening? Sure. What are you in the mood for? Don't know. Maybe sandwich. I'm not very hungry. Actually, there's a great place nearby. It's called Tom's. Would you like directions? So could you recommend a restaurant for this evening? Sure. What are you in the mood for? I don't know. Maybe a sandwich. I'm not very hungry. Actually, there's a great place nearby. It's called Tom. Would you like direction? Dạ rồi. Anh nhìn đọc với em thằng này là nearby. Nearby, hả? Thằng này là the. It's called. Called Tom's. Dạ hết. It's called Tom's. Nearby là gì em? Nearby là gì? Dạ, nearby là gần đó. Nearby. Near giống từ near. Near giống chính xác, chính xác. Nhưng mà anh Vinh có thấy hả? Cái thằng near anh Vinh, hai thằng này đều là tính từ đúng không? Nhưng mà cái thằng nearby này anh thấy nó đứng một mình anh Vinh. Nó không cần near cái gì hết. Rồi, anh giúp em đặt một câu ha. Cái chỗ làm việc của tôi thì gần nhà của tôi. Near my home. Đã đúng rồi. Nhưng anh nhìn nói tôi làm việc ở một cái nơi gần đây thôi. I work at a place. Like nearby. Đúng rồi. Okay. Hai cái nó hơi giống anh thôi nhưng mà nó cũng có khác xí xí. Work at a place nearby. Okay. Là nó chỉ biết là gần đây nhưng mà chưa biết là gần chỗ nào. Vậy đứa này nó cũng kiểu như ở gần thôi. Còn cái chỗ cụ thể thì bé nhỏ này nó phải gửi direction này mới biết nè anh. Đó. Chỗ đó khi khá là bí hiểm. Những điều khi nói chuyện với nữ kiểu như là phải bóc. Dạ đúng rồi anh Vinh. Anh học giùm em thêm mẫu câu này Vinh hà. Bạn đang thèm ăn gì? What are you in the mood for? The mood. Anh cũng chưa hiểu cái từ này. Từ
Từ mood là cái tâm trạng của anh Dinh á. Thí dụ mình đang vui nha, cái xong nói chuyện với cái bạn đó làm cho mình bị tụt mood, cái mình bị xuống tâm trạng. Ok, tâm trạng của mình là mood. Nên là thí dụ anh muốn hỏi bạn của anh Là ấy, mood. ê bây giờ mày muốn đi coi đá banh hay là đi uống cà phê, đang thích cái gì, thì anh sẽ dùng câu này. Đang có tâm trạng làm cái gì? What are you in the Ở mình for? Đang có ha, tâm trạng làm muốn làm gì hay là đang có tâm trạng làm gì? đang có tâm trạng làm gì, muốn làm gì. Thí dụ đang ngồi chán của em nói oh, I'm bored, cái nhìn nói chứ giờ em muốn sao, why you in the mood for, muốn làm gì, muốn học bài hay là muốn coi phim. Really? Yeah, như I in the mood for. vậy. Dạ, vậy câu này theo anh thì anh em mình sẽ xử lý sao? Anh Dinh sư, what are you in the mood for after class? Am is a bed. For sleeping anh Dinh. Sleeping. Đang đang rất là muốn ngủ rồi. Ok. Mệt nhiều không anh Dinh? Hôm nay anh Dinh không có uống nước Đúng rồi, trà. ok. Cái câu hỏi này là nó phải trả lời đúng cái ngữ văn của nó luôn à? I Không cần anh Dinh. Đó là mình xử lý theo đúng cái cấu trúc hỏi. am Anh nói là dạ in tôi the. Mình thích. phải trả lời ngắn hơn đúng không? Dạ đúng rồi. I Ai? like. Yeah. Tí em ra. Đi nhậu phải không anh Dinh? Anh Dinh nghe chứ. Dạ. Không anh vào rồi. Dạ. Oh. Nhà mình ở cũng đông quá anh Dinh hè. Mình share. Vậy anh Dinh, do you rent a house or do you live with your friend's house in Hiện Sydney? tại thì anh đang tất nhiên là bên này là em ở đâu cũng phải trả tiền hết, nhưng mà anh đang ở cùng nhà với bạn anh nhưng mà ở đâu cũng phải trả tiền hết, là cũng gọi là share Mình share cũng room phụ share bạn home mình thôi. đúng không anh? Yeah. Ừ, share home. Dạ anh, như vậy là rất là tiết kiệm. Chứ mà mình tự ở thì nó hơi đắt. Yeah. Thì thật ra cũng tùy cái cách mà em muốn thôi, tại vì sinh viên sang đây ấy, hồi mới đầu sang người ta toàn chọn cái nơi khá là rẻ tiền mà tiện lợi cho việc chợ búa rồi rẻ chip là việc hàng đầu, tại vì nhiều đứa nó vừa học vừa làm cho nên nó tiết kiệm một cách tối đa. Đúng rồi. Mấy đứa ấy rất là giỏi, Giỏi anh anh ha, gì tiết kiệm. phải Yeah. xem nó chịu khó được, anh thì cũng Vâng. chịu khó được nhưng mà không có. Ok, ra khỏi đó đi. Pass. Khỏi nói đi. Câu nữa đi anh Vinh, là anh em mình hết anh Vinh ha. What difficult did you face in the past, hoặc là in the start of Sydney, of that life, of the life there đi. Có lúc nào có khó khăn gì không anh Dịch? Cái câu hỏi này anh cũng giờ mới biết này. Anh vẫn là anh dịch thì em bảo cái khó gì mà cái mặt mình quá khứ đúng không, Cái mặt của nó rất mình, là face thay là đổi, mình có đối khó mặt. Đúng rồi, à? Ok, mình đối mặt với anh. đối mặt với, Em thiếu ok, chữ cái khó với, khăn mà chữ mình với đi, muốn chữ đối với. mặt với đúng không, Hồi với quá xưa, khứ. trong quá khứ là anh gặp khó khăn gì lúc anh đi Úc á anh Dịch? Nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều. Thứ nhất đó là ngày xưa anh nghĩ ở bên này người Việt với nhau thì người ta sẽ rất là Giúp đỡ nhau. giúp nhau, giúp đỡ nhau, nhưng mà sang đây á thế lại ngược lại hoàn toàn. Ồ vậy hả anh? Người Việt ở Úc ngày khác với những nước trên khác trên thế giới, đó là người ta không đụng mặt nhau, Sao tự ai kỳ nấy vậy sống. ta? Nước Úc này á thì ngày xưa là cái dân Việt Nam Cộng Hòa sang đây nhiều cho nên người ta rất ghét cái thế hệ mà sau này sang đấy, Cộng hòa có nghĩa là những người xưa anh, những người người lớn. mà thu trong cái 1975 ấy Dạ. thì gọi là Việt Nam Cộng Hòa đấy, đảng thì người ta thật ra cái này một câu chuyện của quá khứ rất là dài cho nên mình không có xét được ai đúng ai sai, là vì người ta phải Vâng. bỏ nhà quê để sang đây một nơi xa lạ, thì có Ừ. nhiều người phải chết cả người thân, Ừ. người ta cũng ghét cái chế độ của mình đúng rồi. Nhưng mà đối với đến bây giờ anh hiểu thì khác, nhưng mà ngày xưa lúc anh mới sang thì anh là người vô tội, Ừ. thế hệ bọn anh là thế hệ không có gì mà bị ghét bị Ừ. đày,
Tức là những thế hệ bọn anh sang đi làm thì những người Việt Nam Cộng Hòa sang trước thì người ta toàn là chủ cả, đúng không? Dạ Tốt từ đúng này từ rồi. kia. Còn anh đi làm thuê toàn bị đày thì bị trả lương thấp. Dạ Cái hiểu. đấy cái đầu tiên thì bị lợi dụng sức lao động. Cực quá anh nhìn nha. Thế còn mọi người sang nhiều hơn thì mới bắt đầu tạo nên một cái thế cân bằng. Bây giờ thì thế cân bằng nó rõ ràng hơn, là không có câu chuyện như ngày xưa nữa. Cái tiếp theo là, tức là ngày xưa thì cứ tưởng là người Việt giúp người Việt, nhưng mà lại người Việt lại, lợi dụng sức lao động của người Việt, ăn chẹn của nhau. Bó tay luôn anh hà. Thì tao mà thấy mày làm cái job đấy ngon, tao sẽ hững tay trên và Dạ làm. Ví dụ như hiểu. anh đang làm giờ 20 đô và dây chuyền của anh có 6 người làm, và mỗi người chủ phải trả 20 đô đúng không, Dạ. trong từng có 8 tiếng. Nhưng mà anh một người mới vào, anh bảo cái dây chuyền này á, tao sẽ có một cái nhóm của tao làm 18 đô, tao sẽ Trời đất anh hết ơi. toàn bộ. Thì nó là như vậy, tức là anh là sốc vai trong một cái nhóm cũ là 20 đô một giờ, nhưng mà thằng mới sẽ đến lấy 18 đô cho một giờ cho một cái nhóm mới. Cái lượng công việc sẽ đảm bảo như cũ, nó là kiểu như vậy em ạ. Cho nên khá là mệt mỏi do một số người như thế. Dạ hiểu. Thường thì trong những cái hãng gà lớn, rồi mổ gà là gì, những cái việc làm mà liên quan đến năng suất lao động cái thứ thì không cần đòi hỏi tay nghề cao ấy, đòi hỏi độ nhanh thì người ta sẽ dễ bị những cái việc như thế. Nhưng mà sau này thì cũng đỡ rồi. Thì đến bây giờ thì mức độ cạnh tranh thì càng ngày càng cao hơn, nhưng mà cái môi trường, tức là cái thị trường á, của người Việt bung ra thì nó rộng hơn mà ngày xưa rồi. Tức là không chỉ riêng mấy cái ngành nghề nhất định nữa, mà nó lớn hơn, như là xây dựng, hoặc cây cối, hoặc nhớ. Thì nó rộng hơn thì đâm ra người Việt nó tỏa đi khắp nơi để làm, thì cái việc kiếm tiền nó rộng hơn. Thì ngày xưa thì cứ tập trung vào một số ngành nghề nhất định ấy, thì nó Thế mới biết xong được mà cạnh tranh. dành nhau quá anh Không phải là cái đấy. Mà ha. mình dân người Việt mình sang đây thì cái đầu tiên ấy, từ cuộc giống tâm lý anh ngày xưa rất là giống luôn, là không chịu khó học nhanh. Đấy, sang ví dụ nó có mấy người Việt đấy chung nhục nhau lại, thì đi làm cái job đấy là cứ muốn đi làm job đấy và không cần làm với tay, người ta ngại cái cách tiếp xúc cái mới, thì đâm ra người ta không có được những cái job mà dành cho cái gì ấy, job chính là job dành cho tay ấy, thì lại lương rất là cao, đãi ngộ rất là tốt. Thì tốt luôn, lương minimum, lương cơ bản của Úc là 18 đồng một giờ, thấp nhất, ít nhất là phải trả. Còn người Việt thì toàn phải trả, bây giờ những cái shop người Việt thì người ta vẫn trả là 10 đồng một giờ với 12 đồng một giờ thôi. Hay quá hay quá. Em cảm ơn Dinh. Ok. Dạ rồi. Mình qua bên đây mình coi. Vậy là anh em mình đi xong cái này. Thêm chút xíu nên Dinh hà. Những cái mức độ của sự đói nó gọi là degrees of hunger. Vậy nếu anh không đói lắm, thật sự đói và đói cồn cào anh ha. Anh Dinh nghe một lượt cái xong mình nào. Đói lắm, đói lắm, đói lắm, dữ lắm. Listen and repeat in the pauses. Not very hungry. Really hungry. Really. Starving. Starving. Tao đang thắc mắc là tại sao nói là not really hungry. Tôi không thật sự đói mà not very hungry. Nó dùng thấy rất là sai sai. Tức là very hungry thì là rất là đói đúng không? Really hungry thì là thật sự đói. Đúng rồi. Nói Not lắm. really. Không không, Đây thực là sự bình not. thường. Anh nói em mới phát hiện là em hay dùng not really. Thì em nói I not really like it. Really hungry. Anh cũng dùng như vậy mà. Đúng Tôi anh rồi. thấy là I'm not Không, anh nói very đúng. tức là cái Not mẫu này thì not really hungry nó sẽ mình có thể đổi thế. lại. Very hungry là nó là mức cao rồi. Đúng rồi, và starving là đói dữ lắm, đói cồn cào. Ổn anh ha. Xong. Rồi, cái này, cái map. Không, anh nhìn coi giùm em cái thằng recycle language có cái nào anh quên không? Là anh em mình xong bài hôm nay. Recycle Mình dùng lại cái ngôn ngữ ý là ôn bài anh, ôn bài. language. Giống như kiểu là này mày có chỗ bô thô hay là cái gì Đúng rồi, cho đúng rồi. recycle tái chế, gọi là tái chế Tái đúng chế, tái chế ngôn ngữ về. không? Okay. Location.
around the corner, right? Across the street là đối diện. Đúng hay quá, sọ qua bên đây được. Cross from the là đối diện. Đối diện tính từ cái gì đúng không anh? Yeah. Near the park, okay. Down the street là phía dưới cái đường đấy, okay. Dạ đúng rồi. Từ ở giữa cái chỗ này chỗ kia, okay. On the side of the street, on the side tức là cái phía bên phải của cái này, đúng, cái đúng, đường này. Yeah. Ôi, xuất sắc anh nhìn của tôi. Dạ rồi, anh em mình xong anh he. Okay. Bây giờ em gọi là Sita Vinh nhưng mà rất là buồn ngủ. Là em sẽ phân vân lại tới lên làm cái gì trước. Okay. Rồi anh nhìn, what is your plan after our lesson? Thường cái giờ này thì tại vì sáng anh cũng thể thao sport xong rồi cũng học đàn trước khi gặp em. Rồi yeah. cũng bây giờ thì giờ cũng giờ tức là để enjoy everything. Thường thường thì anh sẽ cố không ngủ trưa. Cái giờ này sẽ ra đánh bài mọi người cũng vui. Dạ dạ dạ. Anh đang đợi để về nhưng mà lâu quá. Dạ anh. Đang thì cũng dạ, ra chơi chút xíu anh nhìn hà. Rồi. Ồ, anh nhìn uống cái bình to quá, em uống cái nhỏ nhỏ vậy hả? Bởi vì anh thường em không có uống đủ nước của một ngày á. Em sẽ ráng à, cái bình này sữa cho 2 lít, đúng không? Ừ. Thì nếu mà em có cái bình này bỏ nó cũng lại á. Thì sẽ nhắc em một ngày em uống hết cái bình này. Uống nếu một em bình uống là được. Ngon lành. Yeah. Thì mình phải ghi nhớ cái đấy. Thì 4 yeah. giờ sáng cứ dậy đúng không? Cà phê và cho một cái bình này đẹp. Mà đến tối mà cái đây ngày sẽ xong là yeah. thôi xong đấy, mai chúng ta chỉ tiêu thôi xong rồi đấy. Dạ anh, cảm ơn anh Vinh nhiều, anh em mình ngừng ở đây anh ha. See you tuần sau. Cảm ơn okay. anh Vinh. Ok, have a good weekend. Have a good weekend. Cảm ơn anh Vinh. Phát tên rồi mà. Dạ. Ok hả.